Tin Giáo hội Việt Nam thông báo về thánh lễ đặc biệt tại linh địa Đức Mẹ La Vang. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo về thánh lễ trực tuyến vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật thứ ba Phục sinh 26 tháng 4 2020 tại linh địa Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho mọi người trong đại dịch COVID-19. Sau đây là nguyên văn lời thông báo của Ngài. Anh chị em thân mến, người Kitô hữu Việt Nam có một người mẹ chung, đó là Đức Mẹ La Vang. Tôi tin rằng anh chị em đã chạy đến với mẹ nhiều lần, nhưng một cách chung thì tất cả chúng ta đều chưa đến với mẹ. Thì trong cái tâm tình đó thì Chủ nhật tới đây tôi sẽ cử hành thánh lễ tại La Vang. Dĩ nhiên là cũng trong điều kiện cách ly xã hội, để tôi mời gọi tất cả mọi người hiệp ý với nhau để xin Đức Mẹ ban ơn che chở cho toàn thế giới và cách riêng cho người Việt Nam của chúng ta được vượt qua những khó khăn của trận đại dịch COVID-19. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ở Việt Nam. Ở bên Mỹ thì khoảng 11 hoặc là 12 tiếng đồng hồ sau, tùy theo ở bang. Còn ở bên Âu Châu thì cách Việt Nam khoảng 5 hoặc 6 tiếng đồng hồ. Còn tại Việt Nam thì 8 giờ sáng thì nó cũng thuận lợi để cho anh chị em tham dự thánh lễ vào cái thời điểm đó, nó tiện cho sinh hoạt ở trong gia đình. Bây giờ một lần nữa thì tôi xin kính mời mọi người, và tôi cũng xin mọi người thông tin cho người khác là Chủ nhật tới, Chủ nhật thứ ba mùa Phục sinh, thánh lễ cầu xin ơn bầu cử của Đức Mẹ cho các nạn nhân trận dịch COVID-19 tại Thánh địa La Vang vào lúc 8 giờ sáng. Tôi cũng rất là vui khi tôi mường tượng rằng trước mặt tôi đây thì có đầy đủ anh chị em ở khắp nơi, ở các nước hải ngoại, rồi ngay cả trong nước nữa.